Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lux Academy by Transform Group. Và hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng mô mình về phía giao diện của thành viên. Một số tính năng cơ bản khi thành viên sử dụng mô mình đó là đăng bài viết, điều chỉnh thứ tự danh mục quan tâm, đăng ký theo dõi thành viên khác, tương tác với các bài viết trên mô mình của tổ chức hoặc là báo cáo bài viết không phù hợp. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tính năng đầu tiên đó là đăng bài viết. Thì khi mà mở lát lên các bạn truy cập vào ứng dụng mô mình để đăng bài viết thì các bạn sẽ chọn khu vực này. Các bạn gõ nội dung cần đăng. Tuy nhiên trước khi mà đăng bài viết thì để cho danh mục bài viết được hiển thị rõ ràng thì các bạn có thể chọn danh mục để đăng. Ví dụ ở đây các bạn có thể chọn thông báo hoặc là tâm tình. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn tâm tình. Sau đó các bạn gõ nội dung muốn đăng. Sau khi đã gõ nội dung muốn đăng thì các bạn nhấn post để đăng bài viết lên. Lưu ý là các bạn có thể đăng dưới tên của mình. Ví dụ như ở đây là các bạn thấy là mình đang để đăng dưới tên thân của mình. Tuy nhiên là nếu như quản trị viên có cài đặt cho phép đăng ẩn danh thì các bạn cũng có thể đăng ẩn danh bằng cách chọn chế độ đăng ẩn danh và sau đó các bạn post lên. Ngoài việc sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản ẩn danh thì các bạn cũng có thể lựa chọn đăng dưới tài khoản official, nó sẽ hiện lên cái biểu tượng official này cho các bạn. Để mà chuyển đổi, ví dụ như ở đây mình hiện tại mình đang có quyền đăng bài cho phòng ban nhân sự thì các bạn để chuyển đổi thì các bạn sẽ chuyển đổi ở đây nha. Ở đây thì các bạn chỉ chọn là tài khoản thực của mình hoặc là đăng ẩn danh. Còn nếu như mà các bạn muốn đăng dưới tài khoản official đã được tạo thì các bạn sẽ nhấn vô đây. Chọn tài khoản, ví dụ như là mình sẽ chọn Lux Academy hoặc là phòng nhân sự. Đó, thì sau khi mà chuyển đổi tài khoản thì ví dụ như phòng nhân sự thì mình sẽ đăng những cái thông tin liên quan đến thông báo đúng không? Thì mình sẽ chọn danh mục thông báo để mình đăng. Đó, sau khi mình nhấn post thì thông tin sẽ hiện lên. Đây các bạn sẽ thấy có biểu tượng official nhằm tăng cường sự chú ý của các thành viên. Tiếp theo là mình sẽ đến với tính năng thứ hai đó là mình điều chỉnh thứ tự danh mục quan tâm. Tức là khi mà các bạn mở ứng dụng mô mình đó thì sẽ có các danh mục do quản trị viên tạo ra. Thì ở đây ví dụ như là tổ chức của các bạn có khoảng 10 danh mục đi và các bạn chỉ muốn quan tâm một số danh mục như là thông báo hoặc là tâm tình, còn lại thì các bạn muốn để thứ tự ưu tiên của nó về sau thì các bạn có thể nắm danh mục này và kéo để di chuyển nó nè. Đó. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với tính năng đăng ký theo dõi thành viên. Tức là trong quá trình sử dụng Lux, nếu như mà các bạn phát hiện ra có một tài khoản chuyên đăng những bài viết có ý nghĩa hoặc là đơn giản là nó phù hợp với sở thích của bạn và bạn muốn theo dõi thì các bạn nhấn chọn vào hồ sơ đó. Ở đây các bạn sẽ chọn View More. Rồi, sau khi đã mở ra trang profile của thành viên đó thì các bạn có thể nhấn nút theo dõi. Trường hợp nào nếu như mà các bạn mở ra trang thành viên của bạn Tom này và các bạn không thấy nút theo dõi thì các bạn kiểm tra lại mục này giúp mình là các bạn đang ở chế độ thành viên của các bạn hay là các bạn đang chọn những tài khoản official, ví dụ như phòng nhân sự. Bây giờ mình sẽ chọn thử cho các bạn. Đây, sau khi mà chọn phòng nhân sự, ví dụ như là mình muốn theo dõi bạn Tom đúng không? Thì mình sẽ nhấn View More thì các bạn sẽ thấy là nó không hiện ra nút theo dõi. Tại vì nếu như mà theo dõi thì chỉ theo dõi dưới tài khoản cá nhân của bạn, không theo dõi dưới tài khoản official. Mình sẽ đến với tính năng tiếp theo là tương tác. Thì khi mà các thành viên đăng bài viết thì các bạn có thể tương tác ở đây. Tương tự như ở trên mạng xã hội khác thì các bạn có thể thả những tương tác mà các bạn muốn ở đây. Hoặc là các bạn cũng có thể comment. Hoặc là các bạn cũng có thể chia sẻ bài viết đó cho các thành viên khác. Phòng khi các thành viên đó bỏ lỡ những bài viết này thì các bạn cũng có thể chia sẻ. Đối với các comment của các bạn khác thì các bạn cũng có thể tương tác, cũng có thể trả lời. Rồi, mình sẽ đến với tính năng cuối cùng là báo cáo bài viết không phù hợp. Dành trong trường hợp nào là khi các bạn thấy một bài viết không phù hợp với văn hóa của công ty hoặc đơn giản là có những từ ngữ không phù hợp với chuẩn mực thì các bạn có thể báo cáo bài viết. Mình sẽ lấy ví dụ một bài viết của bạn Tom này. Đó. Để báo cáo bài viết thì các bạn có thể chọn nhấn nút report để báo cáo bài viết với quản trị viên. Thì lúc đó quản trị viên sẽ nhận được thông báo và kiểm tra lại bài viết này. Các
các bạn sẽ nhấn report đó, thì hệ thống sẽ hiện lên là các bạn đã báo cáo bài viết này rồi. Trên đây là hướng dẫn sử dụng mô hình dành cho thành viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc là góp ý nào thì các bạn để lại dưới comment bên dưới giúp mình nha.